Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Thùy Chi, nữ ca sĩ lay động lòng người bằng giọng hát trong trẻo. Thùy Chi là ca sĩ lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô nổi lên từ trào lưu ca sĩ mạng. Nhiều bài hát do chính Thùy Chi cover lại với giọng ca êm dịu, trong trẻo, vô cùng mê hoặc và thậm chí là có phần lấn lướt cả phiên bản gốc. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến một số bài hit của nữ ca sĩ đã đi vào lòng thế hệ 9X như Giấc mơ chưa, Xe đạp, Xin chào Việt Nam, Anh sẽ tốt mà. Tiểu sử Thùy Chi. Tên thật Trần Thùy Chi. Năm sinh mùng 4 tháng 5 năm 1990. Quê quán Hải Dương. Nghề nghiệp ca sĩ. Bài hát nổi bật Giấc mơ chưa, Xe đạp, Mưa, Quê tôi, Gặp mẹ, Trong mơ, Mình cùng nhau, Đóng băng, Giữ em đi, Anh sẽ tốt mà. Ngay từ khi còn nhỏ, Thùy Chi đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình qua các lớp thanh nhạc như đàn, hát. Năm lên 6 tuổi, Thùy Chi bắt đầu được bố mẹ cho học đàn piano. Đến năm lên 9 tuổi, cô chính thức vào Nhạc viện Hà Nội để tiếp tục học piano. Thùy Chi nổi tiếng nhờ đoạn hát do một người bạn chia sẻ, rồi trở thành thanh xuân của bao thế hệ. Năm 2005, khi Thùy Chi được 15 tuổi, và hát cover lại bài hát Giấc mơ chưa của nhạc sĩ Giáng Son dành cho ca sĩ Khánh Linh thì được một người bạn quay lại và đăng tải lên Internet. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo của Thùy Chi gây ấn tượng mạnh với khán giả và cô trở nên nổi tiếng. Từ đó, Thùy Chi được mệnh danh là bản sao hoàn hảo của Khánh Linh. Trước đó, Thùy Chi cùng người bạn của mình là ca sĩ Minh Phương đã lập ra nhóm nhạc TSD Band và chiến thắng giải nhất trong cuộc thi Ban nhạc học sinh, sinh viên toàn quốc. Sau Giấc mơ chưa, Thùy Chi cho ra mắt nhiều ca khúc, có thể gọi là gắn liền với tuổi học trò của rất nhiều người, nổi bật như Xe đạp, Mưa, Quê tôi, Mình cùng nhau, Đóng băng. Nhờ vào giọng hát đặc biệt, cô được chọn để biểu diễn trong bài hát Việt năm 2005. Sau khi nổi đình nổi đám với nhiều tác phẩm cover, Thùy Chi chọn cho mình một con đường riêng. Với ước mơ trở thành giáo viên dạy đàn, cô không tham gia các hoạt động showbiz nhiều nữa. Đến năm 2015, Thùy Chi quay trở lại với một diện mạo mới. Trước đó, nữ ca sĩ có nét đẹp đơn giản, mộc mạc. Lần trở lại này, cô trở nên xinh đẹp và sắc sảo hơn. Dù không theo đuổi phong cách nào, thì Thùy Chi vẫn được khán giả ủng hộ vì lối sống giản dị và giọng hát thiên thần của mình. Đồng thời, trong năm này, Thùy Chi cũng đã cho ra mắt tác phẩm nổi tiếng Giữ em đi và Anh sẽ tốt mà, kết hợp cùng nam ca sĩ Phạm Hồng Phước. Cả hai bài hát đều được đón nhận một cách tích cực. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, cô trở lại với sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, kết hợp cùng những cái tên nổi tiếng trong showbiz như Trấn Thành, Virus và đạo diễn tài năng cao Oai Tuấn Anh với bài hát Nói chia tay thật khó. Giọng hát trong trẻo của Thùy Chi sẽ kết hợp với sự ấm áp trong chất giọng của Trấn Thành, tạo nên sự chú ý của rất nhiều người nghe. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.